Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Ngọc Phương Thảo đây. Thì mọi người ơi, đây là kênh YouTube chính thức của mình nha mọi người. Mọi người hãy nhớ like và subscribe cho mình nha. Và đây là, nay là video troll đầu tiên của kênh này. Không phải troll mà video là video gọi là pro cho hàng chiến nha mọi người. Nhà không phải PR, không phải PR mà đây là mình sẽ cho mọi người xem cuộc sống đời thực của thằng Phương Chiến nó chiều mình như thế nào nha mọi người nha. Đòi gì phải được đấy. Nhìn nha. Yeah. Cho em xin tiền. Tiền làm gì? Anh cho em tiền đi. Tiền làm gì, tao đâu có tiền ăn thế này. Xin tiền đi. Anh cho em tiền đi. Làm gì? Anh khê khê thôi, anh chịu em đi để em PR bản thân anh nhá. Bây giờ tao làm gì? Anh thích không được nhiều người quý ấy. Bây giờ tao làm gì? Anh thích không được nhiều người quý ấy. Để nhiều yêu quý á? Ừ. Cái gì? Bây giờ anh em làm quay video ấy anh. Để anh nhìn em một tí nhá. Anh chiều em một tí nhá. Ờ, được. Anh ơi, em xin tiền đi. Đây là bao nhiêu tiền? Thì bao nhiêu tiền? Bây giờ chiều anh em 5 triệu nhá. Có 5 triệu đấy á? Ờ. Nhiều lên, 5 triệu bao gì? Lên 50 triệu nhá. 50 triệu á? Thôi, 40 triệu thôi nhở. Ờ, 40 triệu cũng được. Thế anh cho em mua Pro Max nhá. Ờ, được, được, được. Thế anh đặt hàng luôn nhá. Ờ, đặt hàng ở đâu? Đặt hàng ở trên... Tí ra anh đưa em đi mua Hà Nội đi mua luôn. Thật nhá. Đặt taxi em xuống Hà Nội mua luôn. Không phải đi mua quần áo luôn phải không? Quần áo mình mua một tải nhá. Một tải là quần áo thùng à? Không, có nghĩa là mình chọn chọn một vào cũng được. Mình sẽ đúc vào tải hiểu không? Đúc từng bộ vào tải em hiểu không? Ok. Shop nào nổi tiếng nhất nha anh? Thế em còn thích mua gì nữa không? Em thích mua vàng. Vàng á? Không, em thích vàng nó vừa luôn nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, vàng trắng ấy. Cái vàng đắt nhất đấy. Vàng trắng anh rất là nhiều luôn em ơi. Đấy không, anh cho em mua giày không, em làm móng đi nhá. Móng à? Ờ. Ừ được, móng luôn. Đúng rồi, anh thử cho em bay vào Sài Gòn nhưng mà cảm giác các... Sài Gòn á? Ừ. Em thích đi chỗ nào, em sẽ bản đồ đi, chọn Sài Gòn chỗ nào đẹp nhất. Anh đẹp trai quá. Điều gì em? Điều gì đi đâu nữa, nói luôn nào. Đấy nha, các bạn đấy không, đã bảo anh Chiến của mình gọi là số 1 cho các bạn. Ê. Đã bảo rồi mà, mình Chiến đại bàng mà. Đúng rồi, đại bàng đấy các bạn ạ. Ê. Anh ơi. Hả? Thế anh có bao nhiêu tiền trong tài khoản anh cho em hết nhá. Ồ, tài khoản anh còn rất là nhiều, mấy tỷ em ạ. Thế anh em hết nhá. Không, cho nửa thôi, mấy tỷ anh còn làm ăn nên còn kiếm tiền. Cho em hết thì anh lấy em ra. Thôi một nửa thôi nhá. Ờ, một nửa cũng được. Thế bây giờ thì tắt video xong anh có cho em đi mua nữa không? Có chứ. Ê, đấy các bạn, anh Chiến của mình gọi là độc nhất vô nhị luôn. Đúng luôn, chuẩn luôn. Chiến đất số 2, không ai là số 1 các bạn. Đúng rồi. Đẹp trai quá. Đúng anh luôn. Nhiều tiền nhỉ? Anh quá nhiều tiền chứ không phải nhiều tiền em nhá. Em nói lại câu đấy, anh Chiến nhiều tiền, quá nhiều tiền. Anh Chiến nhiều tiền và kiểu gì? Cái gì? À, nhầm. Anh Chiến nhiều tiền và ngang ngang. Đúng luôn. Chiều người yêu. Chuẩn luôn. Hay giả tạo. Im ngay câu này nhá, xóa ngay. Tao cho luôn nhá. Rồi, thôi. Mày thích không? Được. Được gì? Sao anh lại thích cái gì cơ? Anh thích được PR bản thân. Thế là anh thích PR gì? Thế tắt video xong anh có cho em đi mua không? Sao lại trả cho? Đi là đi, nói đi là đi. Thật không ơi? Thật. Thật không? Giấu đi rồi. Ơ, không lừa. Em bây giờ có người mới thích mà. Tóm lại như nào? Thật ra anh chỉ nhớ có tiền rồi các bạn ạ. Anh chỉ nên quay thôi. Chứ video này ok. Ok. Cái gì chả ok. Con chó này em gì có tiền. Quay có mấy chục con túi này. Tóm lại là tao ăn mì tôm mấy hôm nay rồi. Đấy, chưa ăn mì tôm mấy hôm nay rồi này. Không có tiền là mình đây này em các bạn này. Thôi tiền nè. Bói à? Đấy. Này này nó còn hiền dịu nha. Mỗi hôm mà nó dán cái tờ tiền vào mặt. Này. Đấy. Không biết đâu à? Đấy thôi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Thank you.
Thank you.